Dạ thôi nãy xin mến chào quý vị khán giả, thì kính chào cả nhà đó, thì lại là tiếp tục em đây. Thì hôm nay nói chung là mấy ngày qua thì cũng cũng nghe về những cái vấn đề mà trường hợp cũng là mấy con mẹ tám á, mấy con mẹ tám mà đã lên đứng ra biện hộ về cái sự việc mà của Tấn Xà Lan đó. Hôm nay lây rồi, hồi nãy lây luôn cô chú anh chị, lây biết sao không, lây về cái bệnh nhiều chuyện á. Thì hôm nay em lên đây em nhiều chuyện cho cô chú anh chị em mình nghe nha. Thì cũng trở lại cái câu chuyện vấn đề của Tấn Xà Lan và chị Kim Hà đó. Được cho rằng là nhảy xuống sông một cái hỉ 12 ngày mới nổi lên, thì với sự nổi lên là cũng có do tác động cầu cấu đó. Thì như cái thông tin mà Thanh Hải mới vừa nắm bắt được, đó là một cái đoạn clip của một cái kênh YouTube anh em trong nghề đó. Thì dì Năm của anh Tấn đã lên tiếng phân mua ha. Chị phân mua như thế nào thì một lát nữa Thanh Hải trình bày cho cô chú anh chị mình cùng nghe qua. Nhưng còn với cái vấn đề mà Thanh Hải cũng vừa nắm bắt được, thì trong cái giai đoạn đó thì dì Năm cũng có phân mua về vấn đề mà anh Tấn dùng một cái dao hay cái gì đó chặt một cọng dây xô đang được treo là ở trên một cái đuôi sau lái của chiếc xà lan của chú anh chị nha. Thì theo như một cái giả thiết mình đặt ra, ví dụ thay vì nó là như thế này, ví dụ thay vì mà cái cọng dây xô khi mình căng thẳng như là cô chú anh chị đúng không, là mình phải cột hai đầu phải không, thì trong khi đó mà mình dùng một cái tác động giật là về cái ví dụ một cái dao cái búa chẳng hạn, khi mà mình chặt vô thì cô chú anh chị em nghĩ chặt có được không? Bởi vì sao? Bởi vì cái cọng dây đang căng thẳng đúng không, thì nó sẽ có một cái độ đàn hồi ha, một độ đàn hồi, thì mình chặt làm sao mà đứt cọng dây xuồng một phát một, cô chú anh chị đúng không? Đó đó là một cái vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai thì trong lúc mà khi mà xảy ra sự việc á, thì dì Năm cũng có phân mua như thế này cô chú anh chị. Dì Năm đã lên tiếng nói rằng là lúc đó thì khi mà xảy ra sự việc á, thì bên gia đình dì Năm nói chung cả dòng họ cũng đều nghi ngờ anh Tấn này là cũng như là có một cái sự tác động nào đó chẳng hạn đó. Khi đến khi mà có cái giấy tờ kết quả pháp y rồi á, thì bên gia đình dì Năm mới tin tưởng anh Tấn đó, thấy không? Thì ngay cả bản thân của dì Năm lúc đó đã không tin tưởng anh Tấn nữa thì đừng nói chi mà đến cộng đồng mạng cô chú anh chị đúng không? Tại vì sao? Tại vì người trong gia đình mình mà còn không tin tưởng nữa thì bên cộng đồng mạng sẽ như thế nào nữa? Thì bên cộng đồng mạng sẽ có một cách nhìn khác nhau đó. Còn về cái sự việc mà như điển hình mà dì Năm cũng đã chia sẻ cho biết rằng khi mà đến đám tang, viếng đám tang của gia đình của chị Kim Hà đó, dì Năm có nói với cô chú anh chị á, dì Năm nói trời ơi tôi thương cháu Hà dữ lắm, thương nó hơn con ruột của tôi nữa đó. Tôi nói nó rồi, dọn ăn dọn đi, đeo vòng vàng lên đi con, coi như chồng hờ đi đó. Thì cô chú anh chị em cũng đã nghe qua một đoạn đó rồi đúng không đó. Nhưng mà tôi thương dữ lắm, tôi thương đến nỗi mà sau khi xuất hiện tại đám tang rồi á, tới là thất bảy bảy 49 ngày tôi cũng không có mặt luôn, mà đến khi mà tới thất 100 ngày tôi xuất hiện liền. Tôi thương cháu nó dữ lắm đó, cô chú anh chị em ơi. Dì Năm ơi là dì Năm ơi, nói chung á dì Năm á gọi điện cho Hoàng Sáu nè, Hồng Đức nè, cô chú anh chị phân mua cũng khá là nhiều, Thành Hải biết. Nhưng mà cái vấn đề đó là do thông tin đó thì của anh em, cho nên ở đây mình không tiết lộ ra được đó. Phân mua như cái nào nữa dì Năm, thấy không? Ví dụ thay vì tôi nói Năm nghe nè, cái đơn giản của mình á, mình là một người ngay thẳng, mình không còn có sợ cái vấn đề gì nữa chứ gì. Năm, dì Năm cứ yên tâm ở chỗ đời vấn đề đó nha, khỏi phân mua đó. Điển hình như ví dụ như con nè đó, bây giờ con thì cũng như là bình thường, Thanh Hải với bình thường nữa gì Năm ha. Ai nói rồi, ai nói kệ, ai nói mặc kệ ai, mình không có là thôi, mắc gì phải lo, mắc gì phải lên phân mua tranh luận tranh cãi này như thế này thế nọ làm cái gì không. Mình càng nói á, người ta càng nghi ngờ đó. Cho nên á, khuyên gì Năm một điều, im lại đi, nếu mình không có mình im lại đi, đừng có sợ cái vấn đề đó không có cho nó, phải không đó. Vấn đề mình có hay không có thì sau này á, thì đến khi mà có một cái kết luận rồi á, thì bên phía cơ quan công an, bên chức năng sẽ trả lời vấn đề đó cho dì Năm nghe đó. Dì Năm cứ yên tâm, người thật việc thật, đừng sợ gì hết trơn gì Năm đúng không, đừng có lên phân mua phân giải làm cái gì cho nó. Nhưng mà mấy ngày qua thì không biết từ phía bên gia đình của dì Năm như thế nào,
thì cũng nghe những cái kênh YouTube khác, điển hình như là kênh Lệ Nguyễn cũng đã nói rồi, vì Năm cũng đã đi không biết bệnh tình như thế nào, đi vô khám bác sĩ xong ra về. Vấn đề của anh Tấn nè, có nhiều người ta thắc mắc là hỏi tại sao sao em ơi, sao mà trong lúc đám tang đó sao mà Tấn nó không về, mà nó về có chút rồi đi rồi mà nó không đổ tang cho vợ nó là sao vậy? Nó vấn đề đó thì vấn đề nói chung là cộng đồng hỏi chứ ở đây em không hỏi. Nhưng mà cái vấn đề đó thì chắc có lẽ thì cho đến thời điểm ngày hôm nay thì tất cả quý cô chú anh chị em cộng đồng mạng cũng đã biết rồi, thì vấn đề đó không đổi hay là đổi như thế nào đó đó thì cô chú anh chị em cũng đã nhìn nhận ra và biết được, đúng không? Còn về những cái thành phần mà cho rằng là thành phần mà mấy ngày qua thì cũng đã chạy theo anh Tấn xà lan đó, chạy theo anh đó để làm gì đó. Nói chung bây giờ hiện giờ là có một kênh YouTube thôi, chỉ là có một cái kênh YouTube là chạy theo anh Tấn thôi đó. Chạy theo anh Tấn để làm gì? Có khi mà đổ đường xuống mấy trăm cây số luôn để quay một cái đoạn video. Cô chú anh chị em nhớ kỹ nha, một cái kênh YouTube đăng tải lên một cái video tôi cho 100.000 lượt view cũng được nhiêu tiền, không được có nhiêu tiền chứ, 100.000 lượt xem cũng được nhiêu tiền nhé. Nhưng mà phải đổ đường, vì sao phải đổ đường mấy trăm cây số đi đến đó để gặp anh Tấn quay một đoạn clip xong đứng quay về? Theo như quý vị, theo như cô chú anh chị em thề là có đi không? Như điển hình như thế nãy nè, không đi, quay clip đó khoảng 1 triệu view 2 triệu view có thể đi à đó. Mình tính cái đoạn thời gian mình đi bỏ ra cái đường dài đường xa rồi công sức rồi xăng dầu ăn uống nữa, đúng không? Mà tại sao đi xuống đó chạy xuống quay một clip rồi về? Cô chú anh chị em cho một cái phần bình luận vào bên dưới như thế nãy nha. Đó là bởi vì sao? Bởi vì sao anh này anh phải đổ đường mấy trăm cây số và anh chạy xuống đó để anh review một cái đoạn clip anh chạy về? Cô chú anh chị em hiểu chưa? Đó là một cái điểm đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đó, nhưng mà dấu chấm hỏi này đã được giải thích đó, theo như thầy Hải biết đó, mà luôn tất cả cô chú anh chị em cộng đồng mạng cũng đã biết vì sao nữa, đúng không? Chứ nói về hôm mà bây giờ là ví dụ như thay gì mà cô chú anh chị em ha, ở đây mình ví dụ nha, bây giờ thay gì ví dụ gì đi, một cái doanh nhân nào đó hay là một cái cửa hàng nào đó chẳng hạn, xa cách đây khoảng cả trăm cây số, hàng 50-70 cây số, muốn Thanh Hải đến đó để mà quay, phải không? Quay lên nó đăng tải quảng cáo hình ảnh lên trên đó đó. Theo như cô chú anh chị em nghĩ ơi, một cái doanh nhân, một cái công ty đó nó muốn Thanh Hải đến đó quay quảng cáo mà không trả tiền cù lao, Thanh Hải đi không? Không nghe, tôi không đi à. Tại vì tôi làm cho bản thân của tôi, đúng không? Tôi làm cho bản thân của tôi, tôi kiếm doanh thu về tôi lo gia đình tôi, chứ tôi không có làm cho ai hết. Đó. Giống như là điển hình như mấy ngày qua thì Thanh Hải cũng đã nói rồi, giữa Thanh Hải với anh Tấn ở đây là cũng không thù oán gì, mà tôi cũng không ghét anh Tấn gì, tại vì ai cũng là một cái con người đó, sống cùng chung trên một cái đất nước Việt đó, cùng chung trên một đất nước Việt đó. Tôi không thù oán gì anh Tấn, mà tôi không ghét ghê gì anh Tấn, mà anh Tấn cũng không ghét ghê gì tôi đó. Điển hình như là gia đình chị Kim Hà cũng vậy, tôi cũng vậy đó, không có thù oán gì với gia đình Kim Hà, không có bà con thân thiết gì với gia đình chị Kim Hà chứ đó. Tại vì đó là phải không, một trách nhiệm của một thằng làm kênh YouTube giống như Thành Hải đây là phải truyền bá đăng tải những cái thông tin, phải tìm hiểu về cái sự thật nó như thế nào, chứ không phải là ở đây mà thù ghét gì anh Tấn hay là thù ghét gì bên gia đình chị Kim Hà là hoàn toàn ở đây không có nha. Tại vì ở đây là Thành Hải làm cho bản thân của Thành Hải thôi, chứ không phải Thành Hải làm cho anh Tấn hoặc là làm cho gia đình của chị Kim Hà. Thành Hải nói lần này cũng rất là nhiều lần với cô chú anh chị, đúng không? Chứ đâu phải ai bỏ tiền cho tôi làm những gì đó là không bao giờ. Tôi làm là làm theo cái cách nhìn của tôi đó, đúng không? Làm theo cách nhìn của tôi, làm theo cái sự lẽ phải, chứ không phải là bỏ tiền ra là cho tôi làm đâu đó. Không bao giờ làm, thà là không có tiền đi ra động hái rau muống gì ăn, thu quẹt ăn cũng được bữa cơm, chứ không có mà làm như vậy được. Cho nên là Thanh Hải không bao giờ làm nha. Còn về những cái anh nào á có thích làm những điều đó thì cứ làm nha, nhưng mà sau này sẽ biết về một sự dư luận của xã hội như thế nào đó. Rồi sau này cộng đồng mạng sẽ chỉ trích như thế nào thì sau này sẽ rõ nha, chứ đừng có dội mà lên nói rằng là ở đây tôi làm theo một cái quan niệm của tôi, tôi làm theo cái cách nhìn của tôi. Đúng thì anh làm theo cách nhìn của anh làm theo quan niệm của anh là đúng, đúng không? Ở đây tôi cũng có làm theo cái quan điểm của tôi và làm theo cách nhìn của tôi,
chứ tôi không làm cho ai nữa. Còn về vấn đề anh làm theo quan niệm của anh hay không á, anh làm theo cách trình của anh hay không thì cộng đồng mạng biết hết trơn à, chứ không phải là biết đâu, đúng không? Bây giờ nó không phải mà nói mình nói là mình chỉ trích hay là như thế nào. Hiện tại bây giờ nó có khá là nhiều cuộc điện thoại gọi đến ghi âm chỉ trích anh ta rất là nhiều luôn, chỉ trích cái anh mà chạy theo anh Tuấn, chỉ trích rất là nhiều, nhưng mà tôi không đăng lên đó. Tại vì tôi làm thì giống như Thanh Hải đã nói rồi, làm là làm cho mình thôi chứ không làm cho ai chứ á. Làm cho cái nào đúng thì mình làm, chứ không phải mà chạy theo những cái mà xu hướng trái ngược chiều, đúng không? Còn về anh Tuấn ở đây á, tôi nói luôn, từ xưa đến giờ ở đây Thanh Hải không bao giờ nói anh Tuấn ở đây là có tội, cũng không khẳng định anh Tuấn đây là có tội, mà không nói anh Tuấn đây là vô tội. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề đó là cái vấn đề của từ bên cơ quan chức năng, người ta mới có thẩm quyền đó. Ở đây tôi chỉ truyền tải thông tin đó, chứ tôi không ghét ghê gì anh Tuấn, nói chung cũng đâu có gì đâu phải ghét, đúng không? Làm gì ghét, mình nói sự thật thôi, nói theo cảm nhận cảm nghĩ của mình thôi, đâu có gì phải ghét đâu cô chú anh chị, đúng không? Thì thôi, nói chung thì nỗi lòng bức xúc thì cũng mấy ngày nay thì cũng lên đây cũng bộc bạch tâm sự chia sẻ cùng với tất cả cô chú anh chị em cho biết về cái tình hình diễn biến sự việc đến nay. Hiện tại cũng là hôm nay thì cũng vẫn như hôm qua chứ không có gì thay đổi hơn cô chú anh chị, đúng không? Thì thôi, cuối lời Thanh Hải xin chúc toàn thể cô chú anh chị em nhiều sức khỏe nha, và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em trong những video lần sau. Cô chú anh chị em yêu thương cho Thanh Hải một like và nhấn chuông đăng ký. Cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.